coi anh em xem tàu cá lưới rút lên ụ này nha anh em. Ghe tầm 20 mét ha. 95282. Ghe rộng tầm 6m2, 6m3 nha anh em. Đấy, chiếc này là được mệnh danh là 09 nhỏ của Phú Lạc anh em. Đấy, thuyền trưởng này, anh em đang nhận ra là quan sát trên màn hình là đã nhận ra nha, mình không có nói tên chủ tàu nha. Mẫu ghe rất là đẹp nha anh em, rất đẹp, rất chắc chắn. Chiếc này từng là chiếc ghe lớn nhất Phú Lạc mà đẹp nhất Phú Lạc luôn. Bây giờ có rất là nhiều ghe lớn ở làng nhưng mà mình vẫn thích chiếc ghe này rất là nhiều. Nhìn rất là cứng cáp. Kéo giờ radar cho anh em xem. Radar của hãng nào đây? Icom. Trên tàu trang bị kẻ điện sợi đốt và điện led nha anh em. Trời gió quá, có lẽ bay flycam không nổi quá. Ghe đang chuẩn bị vô dàn sàng để lên ụ anh em. Anh em chịu khó theo dõi toàn bộ video nha. Trời rất là gió cho nên vô dàn sàng rất là khó anh em. Nó bạc tứ lung tung hết. Phải cột dây ngạnh ở đầu gió cho thiệt nhiều ha. Nó mới giữ được chiếc ghe đứng được. Bây giờ là còn có 2 tháng nữa là tới Tết rồi cho nên là ghe tầm 20 mét, hai mấy mét lên ụ rất là nhiều. Anh em theo dõi kênh là mình sẽ quay rất là nhiều ghe cho anh em xem. Đi ra lại để lấy thăng bằng cho nó ngay thẳng cái con rùa cho nó bị lệch rồi. Rồi bắt ngạnh kéo vô lại. Quay sợi dây lái lại, giữ sợi dây mũi là nó thẳng lại. Rồi ghe ngay ngắn rồi rướng ghe đờ ba thẳng vô luôn nè anh em. Càng rồi, nằm trên con rùa rồi. Đứng ghê à. Mấy anh em của đội công tác kéo ghê nè. Ghe này tầm 9 mùa rồi nhưng mà mẫu mẻ không có lỗi thời nha anh em. Hồi đó anh đóng kích thước lớn với là anh đánh cái mẫu ghe nó rất là phù hợp cho tới thời điểm hiện tại luôn.
Ghe này đóng ở xưởng Hòn Khói, Nha Trang, Khánh Hòa ha. Sử dụng toàn bộ bê sao. Phía bên này có chiếc thu mua dài tầm 17 mét nè, được đóng theo mẫu ghe hiện tại, nhưng mà anh em quan sát mẫu ghe hơi len nè, đóng cách nay tầm 2 mùa 17 mét, nhưng mà nhìn ghe nó rất là thon gọn anh em, nó khác với cái mẫu ghe hoàn toàn mà mình quay của chiếc ghe anh 82 ha. Phè khói lên con rùa. Đây, quay thêm tí xíu nữa về cái chiếc ghe 17 mét cho anh em xem. Vừa mới hạ thủy ở trên ụ xuống, mới làm nước xuống ha. Ghe mới đóng 2 mùa. Ghe này mà đóng theo cái mẫu ghe giống như chiếc 82 mình đang quay là nó ra cái con ghe nhìn dữ dằn lắm. Nhưng mà anh đóng theo cái mẫu khác nên nhìn ghe nó hơi thanh và len. Còn chiếc ghe này nhìn nó ép chiến không anh em? Chắc nùi à. Mỗi xưởng ghe là nó sẽ cho ra nhiều cái mẫu ghe khác nhau nha anh em. Mỗi xưởng cho ra những cái mẫu ghe khác nhau và cái giá trị của con ghe nó cũng khác nhau. Ổn định rồi anh em, bây giờ đang kéo ghe lên. Chớn nước của nó sâu dở sợ ha. Ghe dài tầm 20 mét đổ lại, nhưng mà lên nó chân nước lên nhìn ghe to quá to. Rồi bắt đầu bây giờ dàn sàn cho ghe lên lần 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 này. Quá đẹp. Ghe làm gần 10 mùa mà nhìn chiếc ghe nó không có xuống khuột rồi hết á. Quay nghe chỗ cái thân bụng ghe cho anh em xem nè. Mặt mở căng tròn tròn mặt thòng mơ lường đó, không có kít mũi nha anh em. Quay từ xe cho anh em xem lại, xem mấy cái lá bê của lá bê mặt nè, láng o sử dụng gần 10 mùa mà láng o không có dợp bê dợp đồ hết trơn. Vô máy lá bê rất là đẹp, không có sượng một lá bê nào hết. Trời mưa rồi, trời mưa mình không có bay flycam được ha. Mình sẽ quay cảnh kéo lên ụ cho anh em xem thôi.
mưa to luôn rồi. Mọi người thấy anh em kéo ghe cũng khá là vất vả nè. Phải kéo ghe nhìn hiện đại không anh em? Thấy cái dàn sàn của nó dở sợ. Dàn sàn này là cái dàn sàn nhỏ nha. Những ghe tầm 20 mấy mét là anh cho dàn sàn lớn nữa. Mưa rồi quắc quẻ quá. Giờ chiếc ghe nó đứng trên dàn sàn nhìn gọn băng à. Ôi trời ơi, giờ mưa gió tơi bời luôn. Quay cảnh mưa luôn nha anh em, thấy là đỡ ghi được những thước phim này cho anh em xem là cũng gọi là rất là vất vả nha anh em, không dễ dàng gì đâu. Thời tiết này là Bình Định đi Đà Nẵng nhưng mà chắc là đi không có được rồi, rất là khó ha. Nó mưa liên tục đi ra Đà Nẵng, chỉ có nằm ở khách sạn chơi thôi chứ không có quay được gì. Đó anh em thấy là cái dàn sàn đưa chiếc ghe đi lên lần đó anh em. Đó, lên trên này là anh em quan sát cả tổng thể của chiếc ghe từ trên xuống dưới luôn ha, nguyên cả cái phần mơ lường của ghe luôn, cái chớn nước của ghe luôn. Đóng mẫu thời điểm cách nay 10 năm mà đóng cái dàn cabin nhìn rơm rẽ, rất là hợp thời trang như thế bây giờ. Zoom lại nghe chỗ phần lông cốt cho anh em xem. Tay quạt ở trong hầu nhớ sợ hầu. Trời quá gió. Đây mình quay cái phần góc lái cho anh em xem. Nhìn từ góc sau nhìn tới cho anh em quan sát toàn bộ thân ghe nha. Máy lái bê nè, ghe này đóng bê nguyên ha. Từ trước ra sau luôn bê nguyên chứ không phải bê chấp nha anh em. Ghe sử dụng động cơ Komatsu 750, máy thủy nha anh em. Anh chạy ghe chân vịt nhìn gọn băng à, chân vịt bầu bầu đây, chắc chân vịt của Thành Ký quá. Anh em thấy cái lông cốt không? Cái lông cốt qua thời gian mà cái lông cốt nó còn láng o mà nghiêng tinh luôn à. Lông cốt qua thời gian mà nhìn không có xuống gì hết ha. Quá xuất sắc cho một chiếc ghe anh em ơi. Đèn sơn gì đây nhưng mà hầu hè gì đóng đâu có nhiều đâu. Đóng phủi phủi rồi mấy con.
sao cái tay quạt nó đóng dữ vậy trời. Mình nói cái tay quạt đóng hè nhiều cũng có anh tới xăm soi tay quạt. Đây là anh Cẩn, đội trưởng của đội kéo ghe của bãi ha, tổng đô đốc á. Em thấy cái mơ lường của ghe nhìn chành bành đẻ không? Anh quay về cục gu của cái máy giò chụp cho anh em xem. Đấy. Trời quá mưa. Trời ơi, cái mơ lường nó đẹp dở sợ anh em. Làm ghe mà thấy cái mơ lường ghe như thế này mà không mơ sao được anh em. Thấy chưa? Cái mơ lường của người ta nào xài gần 10 năm mà coi xem cái mơ lường nè. Láng o mà nó không có gân góc một tí xíu nào. Ghê vuông chuồng à, đẹp quá. Vô êm quá mà. Ôi, chân vịt. Chân vịt nhìn dễ thương, giữ trời soi lại chân vịt chú bạn. Chân vịt đông hầu giữ trời đất. Ghê lên ụ ổn định rồi nè anh em. Lên cặp bên hông của chiếc tàu nhựa composite luôn. Đấy. Đây, tàu nhựa composite này năm ngoái mình có quay cho anh em xem. Tàu sử dụng máy giò siêu chụp nha anh em. Ok, mình quay thoáng qua cho anh em ở một cái góc nhìn này thôi. Ở một video khác mình sẽ review đầy đủ chi tiết về con tàu nhựa composite cho anh em xem.
Bên này là chiếc ghe cũng tầm 19 mét mấy, gần 20 mét này. Mình quay mấy cái dàn hoa hậu ghe cho anh em xem nha anh em ơi.